Tỉnh Hải Dương là một trong những địa phương sớm hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đến các xóm trọ những ngày này, nhiều lao động rất phấn khởi khi đã được nhận tiền hỗ trợ thuê trọ. anh Nguyễn Phúc Thao đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tung Giang. Căn phòng trọ anh đang ở tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương, có diện tích chỉ khoảng 10 m2 với giá thuê 500.000 đồng một tháng, chưa tính tiền điện nước. Việc nhận được số tiền thuê trọ 1 triệu 500.000 đồng là nguồn động viên kịp thời với những người lao động đang ở trọ như anh trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua ấy, thì công nhân như chúng em thì gặp rất nhiều khó khăn nhưng mà được sự giúp đỡ của chính phủ ấy, thì cũng bớt đi một phần nào khó khăn cho những người công nhân như chúng em và qua đây thì em cũng cảm ơn chính phủ đã sự quan tâm kịp thời đến đời sống công nhân của chúng em cũng góp một phần nào để cho bọn em trang trải cuộc sống. Còn anh Lù Văn Hoàng, quê huyện Mường La, tỉnh Sơn La, hiện đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn xây và cắp điện Wonderful Việt Nam. Thì việc nhận được số tiền hỗ trợ thuê trọ đối với anh và các bạn đồng hương thời điểm này mang niềm vui rất lớn. Đối với những người làm ăn xa như chúng tôi, ấy, là rất cần đến là sự ủng hộ và quan tâm của bên bảo hiểm, của chính phủ. Việc kịp thời giải ngân số tiền gần 40 tỷ đồng cho trên 26.000 lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà trọ của tỉnh Hải Dương, phần nào giúp người lao động vơi bớt những lo toan trong cuộc sống hàng ngày, thêm động lực để gắn bó với doanh nghiệp, thêm niềm tin vào những chủ trương chính sách đúng đắn của Đảng, của chính phủ và của tỉnh Hải Dương đối với người lao động. Với ba mặt giáp sông Trường Giang, một mặt giáp biển Thôn Long Thạnh Tây, thuồng xã Đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, với hàng trăm hộ dân nằm cách trở với đất liền. Từ xưa đến nay người dân nơi đây luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn thiếu thốn về mọi mặt. Và để giải quyết vấn đề an sinh, tỉnh Quảng Nam đang lên kế hoạch sớm đón người dân vào đất liền để tạo lập một cuộc sống mới đầy đủ hơn. Và với ốc đảo xã Tam Hải này, tỉnh Quảng Nam cũng đã chấp thuận về mặt chủ trương để đầu tư, nghiên cứu thành khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng. Đây là một trong những dự án lớn nhằm góp phần tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây đã ký ban hành công điện số 778 về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh. thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đủ thuốc trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh cho nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của đảng nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế thuộc quyền đẩy mạnh và quản lý chặt chẽ việc tổ chức mua sắm đấu thầu bảo đảm công khai minh bạch khoa học hiệu quả tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống tiêu cực tham nhũng lợi ích nhóm bộ y tế khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt trong mua sắm đấu thầu thuốc trang thiết bị y tế trong đó tập trung hoàn thiện và trình chính, chính phủ ban hành nghị quyết về việc bảo đảm thuốc trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế Đà Nẵng vừa công bố lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn, trong đó đặt mục tiêu đến năm 2045, địa phương này cơ bản đạt được các tiêu chí của thành phố tuần hoàn. Lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn tại Đà Nẵng giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến 2045 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 khởi công lộ trình với các hoạt động trọng tâm là tuyên truyền, thử nghiệm một số mô hình kinh tế tuần hoàn đơn giản. Giai đoạn 2 địa phương sẽ triển khai các dự án thí điểm trong 7 lĩnh vực ưu tiên để thấy mức độ ảnh hưởng lan tỏa khi áp dụng kinh tế tuần hoàn. Và giai đoạn 3 từ sau năm 2030, Đà Nẵng xác định kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng chủ đạo, các mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả được nhân rộng lan tỏa và đặt mục tiêu cơ bản đạt được các tiêu chí của thành phố tuần hoàn vào năm 2045. Ngày 10 tháng 9 trên sông Hậu thuộc địa phận tỉnh An Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kết hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức thả hơn 5 tấn cá giống. Đây là sự kiện nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, nhất là các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm có giá trị kinh tế cùng với các loài thủy sản bản địa và vùng nước tự nhiên. Tính từ năm 2012 đến nay, sự kiện tái tạo nguồn lợi thủy sản ở tỉnh An Giang được sự quan tâm và hưởng ứng rất nhiệt tình của các ngành, các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các tín đồ tôn giáo hỗ trợ đóng góp với tổng kinh phí là 8,5 tỷ đồng, thả cá tái tạo nguồn lợi với số lượng 164 tấn cá và hơn 4 triệu con cá giống quý hiếm có giá trị kinh tế cao. Để tăng cường hợp tác văn hóa giữa Việt Nam, Italia và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Golden Heritage Group phối hợp cùng với Đại sứ quán Ý tại Hà Nội, Đại sứ quán Việt Nam tại Rome và Phòng Thương mại Italia tại Việt Nam tổ chức dự án Di sản áo dài, văn hóa của tình thương. Di sản áo dài văn hóa của tình thương là một dự án mang ý nghĩa giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Ý, dựa trên giá trị cốt lõi và lợi thế vượt trội của mỗi nước, một mặt đưa di sản áo dài Việt Nam vào đời sống thời trang quốc tế, mặt khác là đưa tinh hoa công nghệ quốc tế của Ý vào tà áo dài truyền thống Việt Nam. Dự án hướng tới mục tiêu tạo ra một bộ sưu tập 60 tác phẩm áo dài được thiết kế bởi sự hợp tác của các nhà thiết kế thời trang của Việt Nam và Italia. Dự kiến sẽ có hai cuộc trình diễn mỗi năm trong suốt 5 năm và các buổi trình diễn sẽ được tổ chức tại các thành phố vốn có giá trị văn hóa và di sản nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới, góp phần đưa áo dài của Việt Nam vươn xa hơn và trở thành những tác phẩm nghệ thuật đường đại.